Đây, cứ vậy đi. Trời ơi, gì nữa vậy em? Anh thức dậy đi, chở em đi xét nghiệm nè, đánh răng súc miệng đi anh. Ừ, để anh thức. Chuyện miệng nước uống với em đánh răng sẵn cho anh rồi á. Tôi chạm bữa nay có điện mở nhé. Kem răng này không có bọt gì chứ anh ta. Giờ còn làm nhiều vậy nữa. Mình nghe cái mùi bơ đậu phộng đây. Anh ơi, rồi cái mẫu em để đây đâu rồi? Mẫu gì em? Cái mẫu xét nghiệm của em á, nước tiểu á thì em bỏ trong cái chai, còn phân á thì em thấy ngại quá em bỏ trong cái tiếp đánh răng á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.